Quả không hổ danh là hai đội tuyển xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và cũng như là đội tuyển mạnh nhất ở khu vực miền Nam. Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và Sài Gòn Super Game đã bước phải ván 3 sau những nỗ lực tuyệt vời của Phantom để đưa cuộc đối đầu này về tỷ số là 1-1. Và thêm nữa là ở trong ván thi đấu thứ hai thì những sai lầm của Sài Gòn Super Game ở đầu trận đấu, đặc biệt là pha giao tranh ở dòng hắc ám đã giúp cho Sài Gòn Phantom họ có một thế trận rất có lợi và qua đó dứt điểm ván 2, đưa trận đấu đến với ván 3. Và sau ván 3 này, một đội sẽ có 9 điểm và một đội sẽ vẫn chỉ dừng lại ở mức 6 điểm. Như vậy là Cần Thơ Esso sẽ gần như cắt được một cái đuôi bám đuổi mình. Rất bất ngờ khi cả ba đội tuyển đến từ khu vực miền Nam đều giữ được một phong độ tuyệt vời. Và tôi tin chắc rằng nếu như mà Phantom và Super Game không gặp nhau quá sớm thì cả ba đội tuyển đến từ khu vực miền Nam đều sẽ có được 9 điểm sau 3 ngày thi đấu. Đúng là như vậy, và tạm thời thì Cần Thơ Exodia sẽ vươn lên để có thể dẫn đầu trong ngày hôm nay thôi. Còn ngày hôm sau thì như nào chúng ta đều chưa biết. Chúng ta cùng nhau đến với những lượt cấm và chọn của cái đội khi mà Sài Gòn Phantom họ cấm đi Violet, lựa chọn Nacross, Omega, Lumbu, Lữ Bố và AZK. Trong khi đó thì Sài Gòn Super Game cấm đi Gina, lựa chọn Chawnna, Natalia, Oma, Cress và Phoenix. Với việc Sài Gòn Phantom họ chọn cho mình đó là Azenka thì nhiệm vụ của những vị chư tướng khác đó là giữ trận đối phương càng lâu càng tốt để cho đối phương thấm được cái bộ chiêu thức của Azenka và dẫn tới một tình huống làm choáng trên diện rộng. Chiêu cuối của Azenka có khả năng làm choáng trên diện rộng và một độ khó chịu khi làm chậm cực kỳ cao. Cho nên đây là một hình đánh giao tranh dựa theo toàn bộ cả năm vị tướng phải kết hợp với nhau thật nhuần nhuyễn. Còn với Sài Gòn Super Game thì nhiệm vụ của Natalia cũng như là Phoenix là phải giữ được một vị trí tuyệt vời, và khi mà Chawnna, Oma hay là Cress tạo ra những khống chế thì họ sẽ là người tiếp tục xả sát thương vào, đưa ra một đợt sát thương đột biến và kết thúc đối phương. Đúng là như vậy. Những cá nhân tôi nghĩ rằng là với cái việc mà Sài Gòn Phantom bảo họ là những thành viên để mà thể kết phối hợp tốt với nhau thì điều này nó tương đối dễ dàng. Khi mà những cái hiệu ứng khống chế và những cái bộ combo như thế này thì họ đã tập quá nhiều rồi. Đúng. Chưa kể là lựa chọn đội hình thì Nacross là một trong những vị tướng rất dễ lắp vào những cái đội hình kiểu 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 khác nhau như vậy. Và diễn biến như thế nào chúng ta hãy cùng nhau chờ trong ít giây. Như vậy là cả năm thành viên của Super Game đều bắt đầu di chuyển vào khu vực bùa xanh của đối phương, và rất có thể họ sẽ gặp nhau ở khu vực này. Def đang di chuyển ra, Def nhận thấy đối phương vào rừng của mình. Def kêu gọi đồng đội quay trở lại và sẵn sàng cho một pha đánh nhau nếu như cần thiết. Hiện tại đội hình đang chia làm hai hướng, 2 đánh 2 và 3 đấu 3. Def đang mất nhiều máu hơn so với những người khác. Anh ta đang dần dần phải lui về, và khoảng thời gian đầu Sài Gòn Super Game là những người có lợi. Thậm chí Zeref đang không hiểu sao anh ta lại đơn độc ở đây. Anh ta đang một mình bị quay bởi 3 thành viên của Sài Gòn Super Game. Anh ta hất tung được 3 người, anh ta lùi về được. Omega quá khỏe, và cái khả năng mà co quay của cái vị tướng này thực sự là khó chịu. Trong cái bối cảnh mà bị đến 3 thành viên của Sài Gòn Super Game dồn như vậy, nhưng Zeref vẫn như thế này đây. Anh ta vẫn đang chạy vòng quanh map, vẫn đang trêu đùa đối phương, phá trêu dừa, phá HHCC không được ăn, thậm chí ra là cả Colosso đấy nữa. Lượng kinh nghiệm sẽ bị hao hụt đi rất nhiều đằng khác nữa. Không, thực ra nếu như ăn xong con bùa đỏ này trọn vẹn thì kinh nghiệm vẫn thế thôi. Vấn đề là anh ta sẽ đi rừng chậm hơn đối phương, và cấp độ của Just người đi rừng đến từ Sài Gòn Phantom đang là 3. Còn với Phoenix chắc chắn nó mới chỉ là 2 mà thôi, và con bùa xanh của Sài Gòn Super Game đang trong trạng thái sắp sửa bị mất. Và nó đã mất hay chưa? Nó đã thuộc về Just rồi, đánh nhau to. Zeref đang bị cô lập, nhưng đồng đội của anh ta đang đến gần, không giúp cho anh ta sống. Chiến công đầu thuộc về Crash đến từ Sài Gòn Super Game. Tiếp tục đánh nhau, tiếp tục truy đuổi. Lớp 95 đang là mục tiêu. Lớp 95 được khiên, anh ta đang cố gắng chạy nhưng Phoenix đuổi theo. Phoenix đang cố gắng bắn vào lớp 95 và chắc chắn anh ta sẽ thành công. Bồng 5 đang nguy hiểm, đồng năm tọa thời chưa lên bảng đếm số. Natalia đã hạ gục được Nacross bên phía Sài Gòn Phantom rồi, và 4 điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Super Game ở giai đoạn đầu trận đấu. Và thậm chí ra là thêm cả con rồng hắc ám này nữa. Nếu như ở trong ván 2 Sài Gòn Phantom là đội có được 4 điểm hạ gục thì đến lúc này đó là 4 điểm hạ gục dành cho Sài Gòn Super Game và thêm cả một con rồng hắc ám. Chênh lệch về lượng tiền đã diễn ra đến gần 2.000 tiền mới phút thứ hai mà thôi, đang có quá nhiều lợi thế dành cho Sài Gòn Super Game. 2 điểm hạ gục dành cho Natalia, 1 điểm dành cho Phoenix của HCC và 1 điểm dành cho Crest bên phía Sài Gòn Super Game. Thì đó đều là những vị trí chủ lực gây sát thương vật lý, gây sát thương phép thuật, tạo ra hiệu khống chế và khả năng cổ quay trong giao tranh. Đó chính là Crest, và đây là thời điểm mà nếu như không mắc sai lầm nào, Sài Gòn Super Game họ sẽ snowball. Chính xác là như vậy rồi. Đã có một con rồng hắc ám đầu tiên đem lại cho Sài Gòn Super Game rất nhiều lợi thế. Bây giờ thêm cả con rơi quỷ nữa.
Và nếu như Black cũng như là HHCC được bắn trong giao tranh thì tôi chắc chắn rằng là với cái đội hình của Sài Gòn Phantom ở thời điểm hiện tại, họ sẽ không thể nào mà chống chịu nổi những lượng sát thương mà các thành viên của Sài Gòn Super Game tạo ra. Rồi, và chúng ta thấy rằng bây giờ là khoảng thời gian chết của trận đấu, tức là sẽ có hai yếu tố được đặt trong cái khoảng thời gian chết này. Bạn giữ nguyên tỷ số hoặc bạn gia tăng thêm tỷ số bằng việc tấn công nhanh ở đối phương ở một đường nào đó với một số lượng đông. Thì thời điểm hiện tại có vẻ như Sài Gòn Super Game với lợi thế hiện tại, họ đang muốn giữ lợi thế và sẵn sàng chờ con rồng hay rơi ra để có thể tiếp tục ăn vào giao tranh. Nhưng tôi thấy có đánh nhau ở đường dưới, ZF đang là mục tiêu. Sài Gòn Super Game chuyển hướng 3 người xuống đường dưới và mục tiêu sẽ là cái trụ 1, nhưng cẩn thận bởi Phantom đang gọi rất nhiều người, thậm chí là 4. Black đã tới và như vậy đây sẽ là 4-4. Black xả chiêu cuối rất nhiều sát thương, Sirius bốc hơi ngay lập tức. Just không được chơi, phải lùi về. Chiêu cuối của Phoenix không có nhiều tác dụng và cú lại băng vào đến từ Just. Anh ta hạ gục được Phoenix, anh ta tỏ ra lợi hại nhưng không hạ gục được Black. Sau đó anh ta phải lên một điểm số lớp 95 khi không có đồng đội đỡ đòn cho. Anh ta cực kỳ yếu nhưng không có lính. Trụ đang bắn vào các thành viên của Sài Gòn Super Game vừa bị làm choáng, vừa không bị hất tung lên, vừa vẫn đang cố gắng chạy nhảy qua tường tẩu thoát thành công. Anh ta câu giờ cho người đồng đội của mình tác động vào cái trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới này và như vậy là thành công. Khi mà ố rồi Black, anh ta còn tung ra cái chiêu cuối để ngăn cản. Nhầm thôi, chẳng nhầm có nhầm cản gì cả. Vậy là hóa ra là nhầm. Tôi cứ tưởng rằng là tung ra chiêu cuối để ngăn cản ai đó tiến vào cơ. Thôi xong, bây giờ mất chiêu cuối thì có lẽ phải out khỏi con rồng này. Khả năng cao như vậy, thậm chí máu của họ cũng thấp nữa. Tuy nhiên họ đã lấy được trụ một đường dưới rồi, thì việc để cho đối phương con rồng này cũng là một sự trao đổi huề. Nhưng tôi đang không nghĩ đến việc là Sài Gòn Super Game họ muốn cho đối phương con rồng. Và hãy để xem rồng hắc ám dành cho ai. Rồng hắc ám đã dành cho Nakroth bên phía của Sài Gòn Phantom. Và đúng những gì anh Tuấn đã nói, thực ra vừa rồi là Sài Gòn Super Game họ không muốn mất con rồng đâu, nhưng mà một sai lầm đến từ Natalia không. Thôi đúng, và sai lầm đó khiến cho tôi nghĩ rằng phải từ bỏ con rồng. Còn việc mà Felix di chuyển vào làm tình huống 5-5 thua để trừng phạt con rồng đó giữ lại cho đồng đội, được thì xuất sắc, không được thì cũng không phải là cái gì đó quá đáng tiếc. Đúng vậy, không sao cả, chênh lệch lượng tiền vẫn đang có khoảng tầm gần 3.000 tiền. Bro 5, đồng 5 đang có cấp 7, còn ZF mới chỉ là cấp 6 mà thôi. Nhưng tất nhiên với chất tướng của Omega thì phải nói rằng là quá khó chịu về cái vị tướng này. Thế nên là đánh nhau chắc đợi đến ngày mai thì mới có kết quả. Ngay lúc đó thì Sài Gòn Super Game họ đang muốn tấn công vào trụ thứ nhất khu vực đường trên của Sài Gòn Phantom. Để xem Dev anh ta có chống chọi được không. Trong khi đó ZF anh ta bật cho mình chiêu thức đầu tiên, không bị làm choáng. Xin lỗi bạn, bị làm chậm bởi cú dậy sóng đó của Void. Và anh ta sống được. Nakroth cũng đang muốn truy đuổi Chocna của đối phương. Trong khi đó đường trên, hai thành viên của Phantom đang phải chống chịu một đợt đẩy với ba người của Super Game. Natalia đang di chuyển ra. Crest đã dùng chiêu cuối làm choáng được Sirius. Chiêu cuối của Phoenix cũng đã được sử dụng. Phoenix đang bắn trụ, trụ nổ là Sài Gòn Super Game thành công. Nhưng Nakroth đã tới. Nakroth tấn công. Nakroth hạ gục được Phoenix thì phải, nếu tôi nhìn không nhầm. Đồng đội của Phoenix đã tới và đó là một cuộc trả thù tốt đến từ Sài Gòn Super Game. Nakroth đã phải lên bảng điểm số. ZF bây giờ mới di chuyển ra. Anh ta choáng được mấy người đây. Anh ta làm được một người mà thôi. Và Colossal cố gắng ngăn cản đối phương băng vào, tấn công vào thành viên gây sát thương chủ lực. Đó là lớp 95. Lớp 95 sẽ phải lên bảng điểm số dưới hàng tá sát thương của Super Game. Người có điểm vào cục là Chocna. Tiện kế đến đó là ZF, nhưng anh ta cũng đang chạy rất nhanh với kỹ năng của mình. Colossal đang ngăn cản đối phương. Anh ta né được cú lao vào đến từ Sirius. Anh ta quay trở lại trả sát thương. Dừa cũng đã tới. Sirius dùng chiêu cuối của mình không có quá nhiều tác dụng, nhưng cái khả năng làm choáng của Colossal còn tuyệt vời hơn. Just đã tới. Giao tranh rất dai dẳng và Colossal phải bỏ chạy. Black cùng với Dừa cũng phải chạy. Và sự truy đuổi của hai thành viên bên phía Sài Gòn Phantom vẫn chưa dừng lại ở đây. Just và cả Dev đã lui rồi. Rồng hắc ám một mình Phoenix anh ta ăn rất nhanh, và Sài Gòn Phantom đang có những lợi thế rất lớn. Ngay sau con rồng hắc ám thì HHCC đang rất gần con bồ đỏ và anh ta đã có nó. Vì như vậy thì lúc này cái thế đẩy đang thuộc về Sài Gòn Super Game. Chênh lệch về lượng tiền lúc này đã là đến 4.000 tiền rồi. Ok, và bây giờ là chỉ có chờ rơi ra là nhậu rơi thôi. Chứ thực sự để tạo ra một sự đột biến nào đó thì có lẽ là cái trụ 1 đường giữa là mục tiêu mà dễ làm nhất so với trụ 2 đường trên cũng như là đường dưới. Rơi đã ra và ngay lập tức Super Game đang băng vào. Và chiêu cuối của Natalia trong tay của Black nhằm giải quyết ngăn cản Phantom tiến vào con rơi. Nhưng mà lúc này nếu như Sài Gòn Phantom họ muốn ngăn cho các thành viên của Sài Gòn Super Game ăn con rơi, liệu có phải là hơi không cần thiết không? Vì dù sao thì gần như con rơi ở thời điểm này không thể đem lại cho Sài Gòn Phantom quá nhiều lợi thế. Đúng. Và nếu như cố gắng tranh cướp thì một pha giao tranh xảy ra, Sài Gòn Super Game đang ở trong thế là vượt trội hơn về lượng đồ, lượng cấp độ.
Thì giao tranh đó gần như Sài Gòn Phantom nắm chắc phần thua và quyết định tiếp tục ở lại đường, và Pham làm quyết định khôn ngoan đến từ Phantom đúng không? ZF đang muốn làm gì đấy? Anh ta băng vào, anh ta mất nửa máu, anh ta đã bị dồn sát thương, anh ta có hồi máu, anh ta đã phải lên bảng đếm số rồi. Không hiểu quyết định của ZF cho lắm. Trong khi đó thì Phoenix một lần nữa bị hạ bởi Nakroc trong tay của Just. Giao tranh tiếp tục nổ ra. Natalia đã bị nằm xuống rồi. Nakroc của Just đang thăng hoa. Và liệu có chiến thắng cho Phantom hay không đây? Câu trả lời là không. Khi dừa tới, anh ta hóa trào, anh ta hạ gục hết người này người nọ, kết hợp thêm cả đồng nam nữa. Và lớp 95 là người cuối cùng của Phantom còn trên mặt đất, quét sạch dành cho Super Game. Quét sạch dành cho Super Game hai rồi lại sạch, là hai quét sạch. Hai quét sạch dành cho cả hai đội. Quắc kêu dành cho Chốc Na, dành cho Đồng Nam ạ. Ôi trời ơi, cái gì đây, tôi nhìn nhầm không? Cũng không là, có gì là bất ngờ cả. Đúng là khi mà bạn biết cách sử dụng những vị tướng đỡ đòn theo cái kiểu là đấu sĩ và ra vào hợp lý đấy, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chốc Na lúc này đã có được áo choàng băng giá, tức là khi mà anh ta tung chiêu, anh ta đón đánh đòn đánh tay thường là thêm khả năng làm chậm và thêm cả sát thương nữa rồi. Ôi giời, thôi sao sát thương của HCC quá lớn, đó là lỗi chủ yếu đến từ anh chàng Just, chứ tôi nghĩ rằng không phải là sát thương HCC lớn như vậy đâu. Và những cái cách mà anh ta combo với cả Nakroc thì nhìn rất là thích mắt. Đúng. Tuy nhiên tôi không hiểu được là tại sao vừa rồi Just lại có thể phạm một cái sai lầm đến mức như vậy. Tại sao bây giờ để cho mất rồng Sài Gòn Super Game họ có được cho mình những cái con rồng hắc ám như vậy, lượng tiền càng lúc càng gia tăng cả về cấp độ cả về kinh nghiệm và giao tranh thì chắc chắn rồi Sài Gòn Super Game họ sẽ giành phần thắng là nhiều hơn. Hãy nhìn xem HCC đã có cấp cho mình cấp 14 rồi, chỉ là một cấp nữa là full cấp độ rồi. Trong khi đó thì Just mới là cấp độ 13. Cú đấm trượt của Azenka trong tay của lớp 95 và Sài Gòn Super Game họ muốn lấy trụ một đường giữa nhưng đang gặp phải sự truy cản phòng ngự rất quyết liệt đến từ Phantom. Họ chuyển hướng ăn rơi, ăn xong rơi họ lại ra đường giữa và gây áp lực. Cái bài rất là đơn giản thôi, để ép từ từ áp lực vào. Và tất nhiên với cái việc mà ép từ từ áp lực như thế này thì rất khó để cho Sài Gòn Phantom họ có thể làm cái điều gì trước Sài Gòn Super Game. Giao tranh lại nổ ra, ZF đã bị cầu máu rất nhanh. Và một tình huống trong nào lại có thêm một điểm hạ gục nữa. Dừa đang bật chiêu cuối, anh ta tanh cực kỳ chuẩn xác. Và HCC đã phải lên bảng điểm số rồi, Lữ Bố là người hạ gục. Một thoáng chốc khi mà Sài Gòn Super Game lại là những người đang thất thế trong pha giao tranh này, nhưng Chốc Na vẫn thể hiện được ưu thế tuyệt đối của mình. Anh ta hạ gục có quá nhiều người phải lên bảng, có quá nhiều người phải nằm xuống dưới cái sức tấn công của anh ta rồi. Đồng Năm vẫn đang phun cây máu, nên nhớ rằng Đồng Năm vẫn đang đầy cây máu. Và Def liệu có chạy được hay không? Mấu chốt của Phantom trong những pha giao tranh gần nhất đó là họ tấn công vào thành viên yếu máu và gây sát thương chủ lực như là Phoenix hay là Natalia, họ gần như đã thành công rồi. Nhưng sau đó họ lại hết sát thương để đánh những vị tướng chống chịu. Và những vị tướng như kiểu là Crest hay là Chốc Na liên tục sử dụng chiêu thức, thì đó là một lượng sát thương có thể ập tới bạn bất cứ lúc nào, bạn không thể lường trước được. Đúng là như vậy. Và lượng sát thương mà Chốc Na gây ra là nhiều quá. Cái con số KDA của anh ta là 817, tương xứng với những gì mà anh ta đã thể hiện ở thời điểm đầu trận đấu cho tới bây giờ. ZF định bắt thẳng Blake một. À, định bắt thẳng Blake ở trong trụ, tôi không nghĩ rằng đây là một cái quyết định hay. Anh ta có quay cố máu mà thôi, bởi để hạ gục Omega lúc này là hơi khó. Và đó là con rồng dành cho Phantom. Rồng hắc ám đã được chia đều dành cho cả hai đội. Và đây đúng với tính chất một cái ván đấu thứ ba, ván đấu quyết định. Khi mà sau những tình huống mất lợi thế ở thời điểm đầu thì Sài Gòn Phantom rất nhanh chóng, họ đang cố gắng để có thể lấy lại được từng chút một. Thực ra tôi không thích cái cách mà Sài Gòn Phantom, Sài Gòn Super Game tập trung lại để có thể giao tranh ở khu vực đứng giữa như cách đây 1 đến 2 phút. Tôi thích cái cách mà họ chia đội hình của mình ra để có thể đẩy lẻ cơ đánh nhau đang chia làm hai hướng. Def với Lữ Bố sắp phải lên bảng đếm số, trong khi đó Phoenix của HCC một lần nữa không được chơi. Anh ta đang có kê đề là 1 năm. Natalia cũng đã bị hạ gục rồi và Sài Gòn Phantom đang có những tình huống lật kèo. Họ hạ gục thêm một người nữa và bây giờ Super Game chỉ còn hai người là Đồng Năm và Crest. Trong cái lúc mà HCC anh ta đang thi đấu cực kỳ tốt với Phoenix thì ở phía bên kia chiến tuyến Zerg đã lên tiếng với Nakroc. Và đây là lý do vì sao mà Nakroc là vị tướng thường xuyên bị nằm trong cái danh sách là phải ban. Đúng. Quá mạnh. Trong cái lúc mà chúng ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong cái lúc mà HCC anh ta còn chưa định thần được chuyện gì thì Nakroc đã lao vào dồn sát thương, và lượng sát thương đến từ những chiêu thức dòng lại như kiểu là bồi thẩm đoàn thì phải gọi là quá đau rồi. Phần lớn những pha tranh gần đây thì Just đều chọn mục tiêu băng vào là HCC. Và anh ta làm điều đó cực kỳ tốt và tròn vai với việc hạ gục HCC. Sau đó anh ta mới nằm xuống. Còn lần này anh ta thế bộ rất nhiều, hạ gục HCC. Rồi anh ta vẫn còn trên mặt đất và tiếp tục tạo áp lực khiến cho Đồng Năm
cùng với Dừa, với vị tướng là Chokna và Kress không thể làm gì được quá nhiều. Tiền chênh lệch không phải là quá nhiều ở thời điểm phút thứ 12, 13 này, và mọi thứ đều có thể giành được chiến thắng nếu như một bên có lợi thế hoàn toàn. Và tôi thấy HACC muốn tạo ra sự đột biến bằng pha solo con kinh công, bây giờ thêm cả Natalia trong tay của Black nữa, và con kinh công thuộc về Sài Gòn Super Game. Rất là đau tim cái pha vừa rồi, tôi tưởng rằng là Sài Gòn Phantom đã cướp thành công cơ. Nhưng với việc mà có được cho mình con kinh công thì bây giờ Sài Gòn Super Game họ vẫn không thể nào làm được gì cả, khi mà sức đẩy của Sài Gòn Phantom là rất lớn. Lại một lần nữa thôi, Omega lại bị tướng lên tiếng và thêm cả Nacrop nữa. HCC chắc chắn phải lên bảng trong tình huống này rồi. Không, anh ta đang ở gần trụ và thêm cả một chiêu cuối từ Natalia rất kịp thời nữa. Nhưng khó hiểu là không hiểu sao ăn xong kinh công, Sài Gòn Super Game không bấm B về để phòng ngự cái trụ đường dưới, mà họ cứ rong chơi ở khu vực đường giữa như vậy, và khi về tới nhà thì trụ đã nổ rồi. Coi như Sài Gòn Phantom tạm thời giải quyết yên tâm vấn đề một đường, và việc của họ bây giờ là tập trung phòng ngự. Tôi nghĩ là ở đường giữa mà thôi, đường trên là một thế lính rất cân, và Sài Gòn Super Game cần một người ở đường trên này để có thể đẩy vào, nhưng họ không làm điều đó. Chiêu cuối của Phoenix được thả ra, Def đã dùng chiêu cuối, anh ta đang muốn tấn công ai đó, anh ta tạm thời lui ra. Lâm Bùa hất tung được hai người, Black đang một tiểu tấn công, anh ta tốc biến để bỏ chạy. Def đang băng vào rất dữ dội, và Def hất tung được Black nhưng sát thương đang không có, và quay trở lại khi mà thấy HACC trả sát thương người mình. Black tiếp tục là mục tiêu bị tấn công, đã có siêu việt dành cho Def rồi, và bây giờ thì Colossal tới HACC lâu lắm mới được chơi. Def phải lui trong tình huống này, lớp 95 thấp máu, đồng năm đang băng vào cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ anh ta đang một mình phải đấu 4 người, anh ta cùng lắm là hạ gục được một người thôi, nhưng chưa có ai bị hạ bởi đồng năm cả, mà chính anh ta mới là người phải bỏ chạy khi Nacrot tới, anh ta kết hợp cùng với ZF và muốn hạ gục được đồng năm. Và đồng năm liệu rằng có thể chạy nổi cái cảnh truy đuổi này không đây? Rõ ràng có trả lời là không rồi, với một cái vị tướng có cái sự cơ động tuyệt đối như Nacrot và thêm cả khả năng gây sát thương nữa, thì việc đồng năm phải lên bản đường số là một sớm một chiều thôi. Tuy nhiên thì anh ta lại cứng cáp quá so với mức quy định, mất rất lâu các thành viên của Sài Gòn Phantom mới có thể hạ gục anh ta, và trong khoảng thời gian đó thì Sài Gòn Super Game đã có được thêm cho mình một con dấu khắc ám đánh nhau luôn. Tôi nghĩ rằng Def đang muốn bóc đầu và sẽ là một tình huống bánh mì kẹp thịt. Sài Gòn Phantom sẽ là người có lợi thế. HACC đang đầu tiên tấn công, anh ta bị làm choáng, anh ta bị hất tung lên, anh ta bị xoáy liên tục, anh ta tạm thời thoát ra khỏi pha giao tranh, anh ta vẫn bị dí theo bởi Def. Phía bên kia thì Black tiếp tục là người bị thấp máu, nhưng lớp 95 đang bị tấn công bởi Colossal. Lớp 95 đã phải lên bảng đếm số. HACC tạm thời lui ra được, anh ta quay trở lại bắn, anh ta cố gắng hút máu, hút không được và phải nằm xuống trước sát thương của Omega trong tay của ZF. Tiếp tục sát thương được rồi vào Black. Black đang phải cố gắng chạy, Sirius tấn công vào Black. Black đang được bảo kê bởi đồng đội của mình, anh ta sấy chiêu cuối, Sirius tạm thời lui ra, nhưng Def đã tới và Just kết hợp cùng với Just tạo ra một sự hủy diệt hoàn toàn khi bộ đôi này xong kiếm hợp bích. Tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đó là những gì mà Sài Gòn Super Game họ đã làm được trong pha vừa rồi. Một pha giao tranh mà họ mất đi hai người thôi, nhưng đổi lại đó là ba thành viên bên phía Sài Gòn Phantom phải lên bàn điểm số. Và cái bài đẩy trộm của Sài Gòn Phantom đến thời điểm này dường như đã bắt tác dụng rồi. Và thậm chí là mặc dù là người thua thiệt hơn trong cái pha thi đấu vừa rồi, nhưng tôi vẫn cảm giác như nếu như tiếp tục ở lại đánh thì Just và Def mới là người giành được chiến thắng. Các thành viên còn lại đều lùi trong tình trạng cực kỳ hấp hối. Và đó thực sự là điều đáng tiếc, bởi sau pha đánh nhau đó thì Phantom không thu về bất cứ lợi thế nào cả. Đúng là như anh gì anh Tuấn đã nói, nếu như Just và cả Def họ cố gắng rồi thêm tí nữa thì mọi chuyện có vẻ đã khác rồi. Còn lúc này mà muốn bắt vào trong Na thì tôi nghĩ rằng là không nên, nhưng mà ZF vẫn bị bắt. Anh ta định làm gì vậy? Anh ta là Omega, anh ta có thể có quay được, nhưng đây là bốn thành viên của Sài Gòn Super Game cơ. Và vừa ở khu vực đường trên thì Just đã hạ gục thành công được cái trụ thứ hai của khu vực đường trên rồi, anh ta có thể dễ dàng thoát đi được ngay thôi về với những người đồng đội của mình. Sài Gòn Super Game đang bị Sài Gòn Phantom cho vào một cái thế bị động, và giáp thiên thần thì vải đã được hoàn thành bởi anh chàng đồng nam này, tức là giao tranh anh ta có quyền khép góc vào những thành viên gây chủ lực của đối phương, kể cả anh ta lên bảng điểm số anh ta vẫn sống lại được, trong khi đó đối phương rơi vào trạng thái thấp máu và chắc chắn sẽ không thể giao tranh. Sài Gòn Phantom đang dần chuyển mình trong ván đấu này, và đây là thời điểm lượng tiền gần như là cân bằng, kể cả chênh lệch 1.000 đi nữa, nhưng ở phút thứ 17 nó không có quá nhiều ý nghĩa. Và đúng như vậy, nhưng tất nhiên với bảng này lợi thế, tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Phantom vẫn đang muốn đẩy giao tranh lên, họ muốn kết thúc trận đấu này, họ đang có rất nhiều lợi thế về trụ. Trong khi đó thì Sài Gòn Super Game nãy giờ họ thường xuyên rơi vào thế bị động thôi, giao tranh lại tiếp tục nổ ra, Cyrus đang thấp máu, và phía bên này thì ZF đang phải lùi, cả Def cũng như vậy. Và đây rồi, Chauna đã cũng thành công được Omega, rất đang băng vào cả Def. Def mất máu rất nhanh, rất cũng như vậy, double tap cho Chauna. Cái gì đây? Sài Gòn Super Game họ đang chiến thắng trong pha giao tranh này, nhưng Nacrot trước khi
trước khi những người đồng đội của anh ta nằm xuống, anh ta cũng đã để lại một cái mạng siêu việt rồi. Còn phía bên kia là hat-trick dành cho Đồng Năm, và rất có thể anh ta sẽ có thêm một cái điểm hạ gục thứ tư nữa vào vị trí của Cyrus. Việc mà Blake anh ta lên bảng điểm số không sao cả. Với Natalia, đây là trận đấu mà anh ta không được chơi, và đây cũng là trận đấu mà lớp 95 cũng không được chơi nốt. Một pha quá cừu, và đó sẽ là quét sạch dành cho Phantom Cyrus thoát ra khỏi bờ tường. Pha đuổi theo tôi đánh giá thôi là cực kỳ thừa thãi đến từ Sài Gòn Super Game. Họ cứ kệ hai thành viên đó lùi về đi, họ đẩy thẳng khu vực đường giữa, tin chắc rằng sẽ có một đường dành cho họ rồi. Nhưng việc họ quá tham lam trong việc truy đuổi khiến cho lúc này họ không tận dụng được lợi thế trong pha giao tranh đó. Đúng vậy, vẫn đang còn sáu, vẫn đang còn đến 6 cái trụ bảo vệ nữa của Sài Gòn Phantom, và để lấy được một đường thì buộc cho Sài Gòn Super Game họ phải đẩy được hai cái trụ. Thì trong pha giao tranh vừa rồi đáng lẽ ra là họ nên đẩy trụ dài hơn, đúng, chứ không phải là cố gắng truy đuổi vào hai cái vị trí mà gọi là chống chịu sát thương bên phía đối phương đi. Kể cả hai vị trí đó có đẩy lại ở đường dưới nơi mà không còn trụ nhà lính bảo vệ nữa, thì Sài Gòn Phantom cũng đơn giản là cử hai thậm chí là ba người đi về phòng ngự, thì lúc đó ở đường giữa đẩy của họ vẫn có hai người, thì tôi vẫn có một niềm tin rằng một đường dành cho Sài Gòn Super Game, dành cho Sài Gòn Super Game. Nhưng họ không làm điều đó, và bây giờ vẫn là một thế trận cân, thậm chí rằng Phantom vẫn đang là có đội có lợi hơn một chút xíu bởi đường dưới của họ có lính siêu cấp. Đúng vậy, mặc dù cho ở thời điểm hiện tại thì Sài Gòn Phantom đang bị thua thiệt về Sài Gòn Super Game khoảng hơn 3.000 tiền, nhưng bốn thành viên của Sài Gòn Phantom ở đây họ sẽ ăn cho mình con kinh công này. Ăn được hay không? Kinh công đã bị hạ gục rồi, và chắc chắn rằng là Đồng Năm sẽ phải lên bảng điểm số trong tình huống này. Dừa và HCC họ đang có mặt kịp thời để không ăn thua, nhưng không ăn thua khi mà đối phương đang có cho mình bộ lợi kinh công. Dừa đã phải lên bảng điểm số. Đây là HCC đã phải lên bảng điểm số rồi. Dừa là người tiếp theo bị bắt vào, và với việc lên bảng đến 3 thành viên như thế này thì khả năng hai thành viên thôi, Đồng Năm chết được rồi. Nhưng mất hai người, Sài Gòn Phantom đẩy thẳng vào thì chắc chắn rằng là Sài Gòn Super Game sẽ bị thiếu người. Def vẫn đang cố gắng cò quay, và mục tiêu của Sài Gòn Phantom đó là cái nhà lính ở khu vực đường trên này. Cú làm choáng tốt đến từ Lumbo băng vào, Colossal đang là mục tiêu. Colossal khỏe thật nhưng không có sát thương để ngăn cản đối phương ủi vào. Nhưng đầu người đầu tiên lên bảng điểm số đó là Đồng Năm, và tiếp theo là Colossal, và tiếp theo là cả cái nhà chính của Sài Gòn Super Game. Chiến thắng thuộc về Sài Gòn Phantom. Và như vậy là sau 3 trận đấu, 3 ván đấu đầy căng thẳng, thì cuối cùng Sài Gòn Phantom, đội đứng đầu tại vòng loại khu vực phía Nam, đã xuất sắc vượt qua Sài Gòn Super Game để vươn lên cùng với Cần Thơ Estoria giành lấy vị trí đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận đấu. Và đó là một thành tích vô cùng xuất sắc với những gì mà Phantom làm được, và người đạt danh hiệu MVP trong ván đấu vừa rồi đó là Def. Mặc dù điểm hạ gục không thể bằng được Just, nhưng những gì anh ta đóng góp và đặc biệt khả năng cò quay tẩu thoát của anh ta là rất tuyệt vời. 3-2-13 KDA tuyệt vời nhất, và lượng tiền thì cũng rất ổn, chỉ thua một mình Just mà thôi. Đúng vậy, trong khi đó phía bên kia thì Đồng Năm đã cố gắng hết sức để phải cánh tim rồi. Đây là kết quả của 4 trận thi đấu ngày hôm nay. Hà Nội Star thất thủ trước Đà Nẵng DK với tỷ số 1-2. Đà Nẵng Fit2Win Sport thất thủ trước Hà Nội Game TV với tỷ số là 1-2. Cần Thơ Estoria vượt qua Hà Nội Attack với tỷ số 2-0. Và Sài Gòn Phantom xuất sắc vượt qua Sài Gòn Super Game trong trận derby Sài Thành với tỷ số là 2-1. Với chiến thắng này thì Sài Gòn Phantom cùng với Cần Thơ Estoria đang là hai đội tuyển dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Tiếp sau đó là Sài Gòn Super Game và Hà Nội Game TV khi cả hai đều có 2 chiến thắng, 1 trận thua và có được 6 điểm. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Hà Nội Tech và Đà Nẵng DK Dragon Knight khi họ đều có 1 chiến thắng, 2 trận thua cùng 3 điểm. Và đáng tiếc hai đội chưa có điểm số nào là Hà Nội Star và Đà Nẵng Fit2Win Sport. Đúng vậy, và đây là lịch thi đấu của ngày mai vào 17 giờ. Hà Nội Attack sẽ có trận đấu với Đà Nẵng DK, 18 giờ Sài Gòn Phantom và Đà Nẵng Fit2Win Sport, 19 giờ Hà Nội Star sẽ có cuộc đối đầu với Sài Gòn Super Game, và đến 20 giờ Hà Nội Game TV với Cần Thơ XO. Vừa mới lên đứng đầu bảng thì đã phải gặp ngay một cái trở ngại, đúng không? Trở ngại rồi. Vâng, và rõ ràng đó cũng chính là trận đấu tiêu điểm trong ngày thi đấu ngày mai. Hà Nội Game TV họ cần phải thắng Cần Thơ Estoria nếu như muốn giữ được, duy trì ở cái việc là giành được chức vô địch. Đúng còn vậy. Cần Thơ Estoria thì họ cũng cần phải thắng Game TV nếu như giành chức vô địch. Đúng và vậy. Mất đi 3 điểm đến từ bất cứ đội tuyển nào cũng vô cùng đáng tiếc. Đó là những diễn biến ngày mai. Còn bây giờ là lời chào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.